Đấu la đại lục phần 2 tuyệt thế đường môn tập 223 và 224, Hắc Bạch Song Thánh Long Thuyết Minh tại kênh youtube Di Cắp Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Long tiêu giao hai chân đứng thẳng đối diện hữu quyền của Hắc Vũ Hạo, lẳng lặng giơ tay trái. Bốp! Quyền trường chạm nhau, một âm thanh vang lên, Hắc Vũ Hạo toàn thân kim quang đại thịnh, cường thế uy áp như phải áp đảo đối phương. Một tầng ngân quang nhàn nhạt, nhạt lóe lên trong mắt Long tiêu giao, lão đứng ở nơi đó vẫn như trước không nhúc nhích nhưng cũng không phản kích, tùy ý kim quang mãnh liệt trùng kích vào thân thể, lại núi cao sừng sững không mảy may bị lay động. Quân Lâm Thiên Hạ, không ngờ lại có thể nhìn thấy Quân Lâm Thiên Hạ của Mục huynh trên người tiểu tử này, chỉ bằng một quyền này, người đã có tư cách trở thành đệ tử Long Thần Đấu La. Long Tiêu Dao khen ngợi thật lòng, một quyền của Hoắc Vũ Hạo bày ra tinh khí thần, khiến lão tán thưởng, bất kể lĩnh ngộ Quân Lâm Thiên Hạ, chiến ý, hồn lực kết hợp tinh thần lực, hắn đã đạt trình độ tốt nhất ở cấp hồn vương. Ngay cả long thần đấu la mục ân ngày xưa ở tuổi hắn cũng không thể tốt hơn. Thu quyền, bay xuống, hoặc vũ hạo thực hiện một động tác khiến người ta không tưởng tượng được. Hắn lộn ngược nửa vòng, chống hai tay xuống đất trồng ngược lên trời, một cỗ hàn ý mãnh liệt từ trên người hắn toát ra. Cảm giác như một luồng lao quyền phong đột nhiên bùng nổ tạo thành bạo phong tuyết. Hoác vũ hạo lộn vòng, ngón trỏ trượt xuống đất, thân thể lấy ngón tay làm tâm xoay kịch liệt xoay tròn. Một tầng hào quang màu cam từ trong người phóng ra, cực hạn hàn ý chốc lát, đã bao phủ hắn và long hoàng đấu la long tiêu dao bên trong cực hạn băng long tiêu dao kinh ngạc kêu lên hoác vũ hạo lật tay trái lại bạo phong tuyết đang khuếch tán ra ngoài đột nhiên dừng lại một bàn tay nhẹ nhàng như bấm vởn hoa ấn vào bụng long tiêu dao lần này hắn chính là sử dụng tuyệt học đường môn cầm nã thủ chẳng qua là sửa trào thành trường long tiêu dao tay phải thuận thế hạ xuống hai trưởng đối nhau long tiêu dao nhất thời cảm thấy hàn ý lạnh cực hạn liền chui vào bàn tay mình mang theo một khí tức mãnh liệt rất đặc dị. Không ổn. Long tiêu giao thầm nghĩ, không ngờ hoác vũ hạo có thể đánh ra một trường như thế. Đúng lúc này, tay phải hắn đột nhiên phát lực, một đạo kiếm quang lam thẫm từ trong tay phải chui ra, mà mục tiêu lại chính là hai chân long tiêu giao. Long tiêu giao rất trọng thân phận, lời đã nói ra nhất định phải giữ, giao thủ với hoác vũ hạo hoàn toàn chỉ dùng hồn lực ngũ hoàn. Nếu không e rằng một trường đại hàn vô tuyết có cường thịnh cũng không cách nào phá vỡ đầu khí hộ thể của lão. Lúc trước, Hạo Thiên Tông đại tông chủ Ngưu Thiên từng nhận xét, nếu không muốn bị đại hàn vô tuyết tổn thương, biện pháp duy nhất chính là không để nó chạm vào cơ thể. Luận tu vi, Long Tiêu Dao còn trên cả Thái Thản, nhưng Thái Thản khi trước không hạn chế hồn lực, mà vẫn bất ngờ bị Hoắc Vũ Hạo đóng băng cánh tay. Lúc này trường của hắn không có lĩnh vực băng tuyết hỗ trợ, nên so với khi trước yếu hơn một chút, nhưng cũng không kém bao nhiêu à. Long Tiêu Dao đã thấy mất cảm giác cánh tay phải. Hoắc Vũ Hạo đối với Long Hoàng Đấu La hoàn toàn không khách khí băng bạo nháy mắt sẽ phát động mà đế kiếm băng cực vô song cũng cùng lúc phát động dù chỉ có ba lượt công kích nhưng trong ba lượt công kích hoắc vũ hạo lại phát huy chiến lực đến cực hạn long hoàng đấu la thực lực mạnh trở lại lão cũng là nam nhân chỉ cần là nam nhân khi bộ vị bị công kích sẽ theo bản năng mà bảo vệ trước đơn giản mà nói nếu một nam nhân phải chọn mất cánh tay hay mất hạ thể như vậy đa số khẳng định sẽ hy sinh cánh tay long tiêu giao theo bản năng cũng có loại cảm giác này nhưng trên cánh tay chuyển đến một xung lực bùng nổ khiến lão cũng giật mình thắng bại và an nguy bản thân lão đúng là vẫn chọn bình an long lân hắc ám trượt bao phủ cánh tay phải long tiêu dao băng bạo của hoác vũ hạo thế nhưng bị vải đen ngăn cách cùng lúc đó một luồng xương băng từ lòng bàn tay phải long hoàng đấu la phun ra cực hạn hàn ý bị cường đại hồn lực mạnh mẽ bước ra ngoài cho dù thực lực như long tiêu dao muốn bước ra đại hàn vô tuyết với nhiệt độ tuyệt đối cũng cần toàn lực ứng phó đối mặt băng cực vô song lão chỉ có thể lựa chọn nhảy lui. Hàn ý vút qua, kiếm quang lam thẫm phóng lên cao, trên không trung tựa như hình thành một bức màn băng tinh, hoặc vũ hạo đã nhún người lui về phía sau. Lòng tiêu dao sắc mặt thực tại có chút khó coi, đổi lại là người khác, khi bị lợi kiếm xẹt qua, còn lưu lại cảm giác lạnh lẽo khó chịu. Lão không chỉ di chuyển, hơn nữa, cũng sử dụng hồn lực vượt qua cấp 50, lại còn giải phóng võ hồn, trận này lão bại so với tên kia càng thái quá hơn. Dĩ nhiên là do lão không biết rõ, năng lực của hoắc vũ hạo đồng thời do hoắc vũ hạo cũng đủ cường đại mới có thể bức long hoàng đấu la lâm vào cục diện bất lợi mà thua trận đánh cực này hoắc vũ hạo mặt mày đỏ lên hư một tiếng hộc máu trong máu tản ra một luồng hàn khí khi rơi xuống đất khiến cho mặt đất trong phạm vi đường kính chừng 10 m đóng lại một tầng băng ba liên kích vừa nãy dễ dàng thi triển lắm sao toàn lực phát động quân lâm thiên hạ bức long tiêu dao dùng tinh thần lực ứng đối ngay sau đó chính là tuyết vũ cực băng vừa phóng thích Hoắc Vũ Hạo đảo ngược thân hình phóng thích tuyết vũ cực băng vực, chính là vì tạo cơ hội ra tay, lĩnh vực phóng ra trong nháy mắt đã được hắn mạnh mẽ tăng lên mức lớn nhất, sau đó cường hoành ngưng hẳn. Chỉ riêng việc đó sẽ khiến thân thể chịu không xiết, kế tiếp đại hàn vô tuyết, băng cực vô song, tuy rằng âm thầm có tuyết đế hồn linh trợ giúp, nhưng lực trùng kích phải nhận vẫn là bản thân Hoắc Vũ Hạo a. Ba liên kích phát động, kinh mạch trong cơ thể hắn cũng vì phải nhận hồn lực trùng kích quá mạnh mà tổn thương, phun ra một ngụm máu mới thư thái hơn nhiều. Ngôn thiểu chết và tiên lâm nhi cũng không rõ hoắc vũ hạo làm cái gì, tựa hồ chỉ đánh ra một trường, sau đó một đạo kiếm quang hiện lên. Long thần đấu la thế nhưng liền động, việc này quả thực là bất khả tư nghị. Suy nghĩ bất chợt hiện lên là long thần đấu la nhường, nhưng sau đó liền nhìn thấy bàn tay long thần đấu la phun ra hàn khí, rõ ràng là do hoắc vũ hạo rót vào trong đó. Vậy có phải là nhường sao? Long tiêu giao sắc mặt rất khó xem, bại bởi một tiểu hài tử như vậy tâm tình của lão có thể tốt mới lạ khẽ gật đầu nói người thắng cực hạn băng hô quả là võ hồn cực hạn khó trách mục ân tuổi già còn thu ngươi làm đồ đệ đáng tiếc nếu ta sớm phát hiện ngươi thì thật tốt các ngươi có thể đi rồi ta đảm bảo đường về không có ai lại làm khó các ngươi đa tạ tiền bối sau đó không ai dám mở lời châm chọc long thần đấu la lão tuy thua nhưng dưới tình huống đủ thứ hạn chế cực hạn đấu la vẫn là cực hạn đấu la hơn nữa nếu không phải hoắc vũ hạo công kích vào vị trí khiến vị cực hạn đấu la này cực kỳ kiêng kỵ mạnh mẽ chịu đựng một chút mà nói hoắc vũ hạo chưa chắc có thể bước lão di chuyển đúng lúc này lòng tiêu dao đột nhiên ngẩng đầu nhìn về hướng xa xa sáu bóng người xuất hiện ở xa xa phía chân trời cơ hồ chỉ vừa thấy bóng bọn họ sáu người đã đến gần người dẫn đầu còn không phải là thao thiết đấu la huyền lão sao huyền lão không không rơi xuống chỗ lão rơi xuống vừa đúng vị trí chán trước người hoắc vũ hạo nhìn thấy nhiều người đến như vậy hạt hổ đấu la trương bằng biến sắc khó coi trong lòng oán thán không phải long hoàng quá mức tự phụ bọn họ dù có mang nhiều người đến cũng không có cục diện khó xử này hôm nay bất kể ra sao cũng không thể giữ lại tiên lâm nhi và ngôn thiểu chiết huyền lão liếc mắt một cái liền thấy long tiêu dao ánh mắt ngưng trọng người này thực lực thật mạnh huyền tử đã lâu không gặp long tiêu dao lúc này đã từ thất bại đánh cuộc hồi phục lại nhìn huyền lão đối diện ánh mắt toát ra vài vẻ buồn bã Ngươi là... Quyền lão cũng cả kinh, trong trí nhớ của lão, gương mặt trước mắt cực kỳ xa lạ, lại xưng hô như thế là người quen lâu năm không gặp của lão a. À. Lão phu long tiêu dao. Long tiêu dao mỉm cười nói. Long tiêu dao, long tiêu dao. Quyền lão đột nhiên phản ứng, không chỉ có lão, mấy vị cường giả hộ tống đi theo từ học viện sử lai khắc sắc mặt cũng đại biến. Ngươi, ngươi thế nhưng còn sống. Nếu nói ở học viện Sử Lai khác còn có ai biết ân oán Long Tiêu Giao và Mục Lão năm xưa, e rằng, huyền lão là người duy nhất, mà cũng đã là chuyện một trăm năm trước. Huyền lão, không ngờ được hôm nay, sau một trăm năm, sau khi Mục Lão từ trần lại, còn có thể nhìn thấy vị Long Hoàng Đấu La đã mai danh ẩn tích một trăm năm. Long Tiêu Giao thở dài một tiếng, nói. Đúng vậy, Lão Tạc chưa chết, Mục ân lại đi, ta lại còn sống, ta còn sống a, à. ha ha, ha 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 tiếng cười của lão tràn ngập bi thương đối mặt sáu vị phong hào đấu la vây quanh cứ như vậy không không bay lên thẳng đến trời cao hạt hồ đấu la không dám chậm trễ vội vàng phi thân đuổi theo tất cả học viện cường giả sử lai khác đều nhìn về huyền lão ra vẻ hỏi huyền lão nhẹ nhàng lắc đầu chỉ nhìn theo long tiêu dao dần đi xa trong mắt hiện ra thần sắc nghiêm trọng trước nay chưa từng có long hoàng đấu la muốn đi đương thời còn ai đủ khả năng ngăn cản ngay chính bản thân lão cũng vô phương ngôn thiểu triết đến bên cạnh huyền lão thấp giọng nói huyền lão huyền lão lắc đầu nói đi thôi chúng ta trở về lão hiển nhiên không muốn nhiều lời hơn nữa một bộ dáng trầm tư từ khi tiếp nhận vị trí hải thần các chủ của mục lão quần áo đã không còn bẩn như xưa nữa bộ dáng lôi thôi cũng cải thiên bình rượu hồ lô bên người vẫn chưa bao giờ ít đi huyền lão vừa nói một bàn tay giữ chặt hoác vũ hạo phóng người lên không sử dụng phi hành hồn đạo khí mà bằng vào hồn lực thúc giục thân hình hướng trời cao bay đi. Hồn lực nhẹ nhàng rót vào cơ thể hắn, khiến những kinh mạch đau đớn được xoa dịu đi nhiều. Huyền lão có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, hiển nhiên là kinh ngạc vì tu vi của hắn đã đột phá cấp 50. Huyền lão Hoác Vũ Hạo có chút kích động kêu một tiếng, hắn thật lòng cảm động, vì nghênh đón hắn bình an trở về, thân là hải thần các chủ, huyền lão lại tự mình đến, còn mang đến mấy vị trưởng lão hải thần các, tình nghĩa thật sâu nặng huyền lão nghe tiếng gọi của hắn trên mặt rốt cục toát vẻ tươi cười đứa trẻ ngoan ngươi làm tốt lắm ngươi vì học viện mà cống hiến ta đều biết cả học viện sẽ vĩnh viễn ghi nhớ công trạng của ngươi hoặc vũ hạo lắc đầu nói không cái này không tính là công trạng gì nếu không có học viện cũng sẽ không ta hôm nay huyền lão ngài vẫn khỏe chứ nhìn thấy tình cảm cuốn quýt trong mắt hắn huyền lão mỉm cười nói ta khỏe bạn bè ngươi cũng khỏe nói đi hôm nay có chuyện gì không ngờ long hoàng đấu la long tiêu dao vậy mà còn sống hoác vũ hạo vội vàng đem chuyện lang nhằng với kính hồng trần ra sao dẫn tới trên đường đi gặp long hoàng đấu la long tiêu dao hải hổ đấu la trương bằng và đánh cược chiến đấu nói hết một lần nghe hắn kể chuyện xong huyền lão toát ra một tia kinh ngạc cực hạn đấu la có tu vi thế nào lão biết rõ hoác vũ hạo mặc dù trong đánh cược có lợi thế lớn nhưng cái tuổi của hắn có thể cực thắng long tiêu dao quả thực chính là kỳ tích à nhưng sau đó huyền lão không khỏi nhíu mày lại long hoàng đấu la hạ sơn lại đối lập với học viện sử lai khác đó cũng không phải tin tốt thở dài một tiếng huyền lão lầu bầu nói mục lão a à, sau khi ngài đi rồi ta mới chân chính hiểu được vai trò hải thần các chủ hai vai phải gánh bao nhiêu trách nhiệm trọng đại nếu ngài còn sống thì tốt rồi bây giờ không chỉ có yêu ma quỷ quái xuất hiện ngay cả lão bằng hữu long hoàng đấu la của ngài cũng xuống núi hoắc vũ hạo hỏi dò huyền lão Long Hoàng Đấu La và Lão Sư ngày xưa có ẩn khúc gì thế? Huyền Lão nói. Ẩn khúc của họ sâu lắm, vừa là đối thủ, vừa là bằng hữu, thậm chí còn là tình địch. Vừa nói, Huyền Lão thi triển hồn đạo khí phi hành cấp 8, tốc độ phi hành đột ngột tăng lên, tiêu hao hồn lực giảm bớt, hồn lực hộ thể bảo vệ hoắc vũ hạo và bản thân Lão, mà trong đôi mắt Lão lại tràn ngập hoài niệm. Mục Lão xuất thân từ gia tộc có hơn vạn năm chu yên thừa từ xưa, Lam Điện Bá Vương Long, ở trong gia tộc Lam Điện Bá Vương Long, võ hồn lam điện bá vương long cường đại truyền thừa có tỷ lệ biến dị trở thành quang minh thánh long trở thành một trong những võ hồn cao cấp nhất đương thời mà mục lão chính là người may mắn như vậy khi mục lão 6 tuổi thực hiện nghi thức giác tỉnh võ hồn lập tức trở thành đối tượng tập trung bồi dưỡng của gia tộc học viện sử lai khác chúng ta và các đại thế gia hồn sư trong ba đế quốc của đại lục có quan hệ rất tốt gia tộc lam điện bá vương long dĩ nhiên cũng không ngoại lệ gia tộc lam điện bá vương long được truyền thừa từ xưa trong đó đại sư một trong những người sáng lập học viện sử lai khác chúng ta vốn xuất thân từ gia tộc này vạn năm trước gia tộc cổ xưa từng gặp một đại nạn diệt tộc suýt nữa mất đi truyền thừa sau này dù có đại sư truyền thừa huyết mạch cho con cháu bất quá không hiểu vì sao liền một mạch mấy đời đều chỉ có một đứa con thiếu hụt tráng đình tộc trưởng gia tộc lam điện bá vương long ngay lúc đó tìm đến học viện chúng ta đề nghị cho mục lão nhập học trước tuổi sau khi học viện cân nhắc đã đồng ý vì thế năm đó mục lão 8 tuổi đã vào học ở học viện mà khi đó hồn lực của mục lão đã đột phá cảnh giới cấp 20, kỷ lục đó đến nay chưa có người phá vỡ. 10 năm sau, mục lão lấy thân phận đội trưởng chiến đội Sử Lai khắc tham dự đấu hồn đại tái, khi đó, mục lão tuổi 18, hồn lực đạt cấp 69, chỉ kém một bước là có thể đột phá bình cảnh đạt thành tựu võ hồn chân thân. Những con số đó không thể nghi ngờ là cực kỳ rung động, cho dù Hoắc Vũ Hạo và bạn bè cũng là một thế hệ thất quái Sử Lai khắc xuất sắc như thế. Trong đó thậm chí có ba người võ hồn song sinh nhưng không ai có thể đạt tới tầm cao của mục lão lúc trước. Tu vi cao nhất là bối bối và từ tam thạch, hồn lực hiện tại cũng bất quá chỉ là cấp 63, 64, hơn nữa bọn họ đều đã 20 tuổi. Huyền lão tiếp tục nói. Cũng chính tại lần đại tái đó, mục lão và long tiêu giao, lại còn một nữ hồn sư khác lần đầu tiên chạm trán. Mục lão có võ hồn là quang minh thánh long, mà long tiêu giao kia lại có võ hồn hoàn toàn đối lập, chính là hắc ám thánh long, đều là võ hồn biến dị. Quang minh và hắc ám vĩnh viễn là một cặp song sinh bất phân thắng bại so với nhau chỉ có thể là tu vi mà thôi khi đó mục lão có hồn lực cao hơn một chút trong trận cuối cùng là trận chung kết đánh bại long tiêu dao lúc ấy người duy nhất có thực lực cầm cự đối chiến cá nhân với họ chỉ có một nữ hồn sư tên là diệp tịch thủy tướng mạo cực đẹp thực lực cực cường sau trận chiến đó ba người đều có vài phần tinh tinh và quyến luyến lẫn nhau cuối cùng mục lão lãnh đạo chiến đội học viện sử lai khác chúng ta giành được quán quân học viện của Long Tiêu Giao đạt được Á Quân, còn Diệp Tịch Thủy nằm trong đội tứ cường. Sau đại tái, ba người đều tốt nghiệp học viện của mình, sau đó xảy ra chuyện gì ta cũng không rõ, ta chỉ biết. Mục lão, sau khi tốt nghiệp, lại đụng phải Long Tiêu Giao và Diệp Tịch Thủy, ba người đối trọi lẫn nhau dần dần biến thành bạn tốt, cùng luận bàn, tu luyện, cùng du lịch đại lục. Bạn đang xem tuyệt thế đường môn được thuyết minh tại kênh youtube Di Các Phim. Truy cập kênh youtube Di Các Phim để cập nhật những video mới nhất youtube.com sẹt giờ ECAB phim viết liền không giấu nhé. Khi đó, bọn họ đều là thiếu niên Tuấn Kiệt oai hùng bừng bừng phấn chấn, ba người ai cũng tranh cường háo thắng, ai cũng hy vọng có thể dùng thực lực áp chế hai người kia. Tuy là bạn tốt, nhưng cạnh tranh vô cùng kịch liệt, năm đó, họ tạo ra vài chuyện, khiến giới hồn sư khiếp sợ. Tu vi của ba người hầu như là thi nhau tiến bộ, bọn họ đều ở thời điểm hoàng kim của tuổi trẻ bất tri bất giác mục lão và long tiêu dao đều sinh hào cảm với diệp tịch thủy có lẽ vì quan hệ bằng hữu cũng có lẽ vì mục lão và long tiêu dao đều muốn lấn át người kia không cho đối phương biểu lộ tình cảm cuối cùng tình cảm đó đều giấu trong lòng họ không hề đem ra nháy mắt mười năm trôi qua ba người bọn họ đều trở thành hồn đấu la bát hoàn thậm chí có khả năng ba mươi tuổi sẽ trở thành phong hào đấu la sau đó mục lão và long tiêu dao đều cảm thấy áp chế không nổi tình cảm bản thân nhưng bọn họ là huynh đệ hợp nhau cũng không muốn làm đối phương bị tổn thương mà cũng không ai muốn buông tay cuối cùng để quyền quyết định giao cho diệp tịch thủy ngày đó họ đến trước mặt diệp tịch thủy cùng lúc biểu lộ tình yêu để cho diệp tịch thủy lựa chọn có điều diệp tịch thủy đều phát sinh hào cảm với cả hai tu vi sảng sàng như nhau tính cách cũng gần giống nhau căn bản không có cách nào lấy người này bỏ người kia vì thế diệp tịch thủy nói với họ một năm sau gặp lại họ tỉ thí ai thắng thì sẽ là người yêu của nàng như vậy cũng được ư hoắc vũ hạo giật mình nói tình cảm lại có thể dùng võ lực để quyết định huyền lão thâm ý nhìn hắn không chừng ngươi cũng sẽ gặp chuyện đó chuyện này thậm chí còn khiến học viện sử lai khác chúng ta về sau tạo nên một truyền thống so đấu một năm sau ai thắng hoắc vũ hạo hỏi huyền lão nói không ai thắng cả hả hoắc vũ hạo nghi hoặc huyền lão thở dài một tiếng nói bởi vì bọn họ không ai tới ngày đó từ biệt về sau cả mục lão và long tiêu dao đều suy nghĩ lại khát khao tình yêu của họ vẫn không thắng được lý trí bọn họ đều biết rất rõ hai người tu vi xem xem nhau nếu toàn lực đánh sống chết kết cục cuối cùng chỉ là lưỡng bại câu thương nhưng bọn họ là bằng hữu là huynh đệ cho nên bọn họ đều đưa ra quyết định lý trí sáng suốt buông tay nhưng bọn họ lại chăm không ngờ người kia cũng lựa chọn giống y như mình thế nhưng sự lựa chọn của cả hai lại xúc phạm đến vị nữ hồn sư diệp tịch thủy kia diệp tịch thủy đến địa điểm ước định đợi ba ngày mục lão và long tiêu dao đều không xuất hiện tính cách nàng vốn cương liệt giận dữ phất tay bỏ đi mục lão và long tiêu dao đều cho rằng diệp tịch thủy đã đi theo người kia sau một thời gian thương tâm khổ sở đều đem tình cảm chôn vùi trong tu luyện vì không muốn cho mình thêm thương tâm bọn họ không ai đi tìm người kia chỉ đảo mắt đã qua mười năm mục lão và long tiêu dao đều đã có gia đình của mình lúc ấy diệp tịch thủy đột nhiên tới học viện sử lai khắc chúng ta gọi tên mục lão khi đó bọn họ đều đã là cường giả phong hào đấu la gặp lại diệp tịch thủy mục lão chăm mối cảm xúc ngổn ngang nhất thời không biết nên nói gì nhưng mục lão không ngờ diệp tịch thủy lạnh lùng khiêu chiến mục lão tuy trong lòng tràn ngập khó hiểu nhưng diệp tịch thủy cố tình gây sự không thể không ứng chiến 11 năm trước chia tay tu vi diệp tịch thủy so với mục lão và long tiêu dao đều kém hơn nửa phần nhưng gặp lại diệp tịch thủy lại trở nên vô cùng cường đại mục lão chiến một trận với nàng một trận thế nhưng dần dần có xu thế không ngăn cản được. Nhưng mục lão tu vi can cơ thâm hậu, cuối cùng vẫn nhờ vào sáng tạo độc đáo của bản thân là quân lâm thiên hạ thắng hiểm. Nhưng mục lão kinh ngạc phát hiện, võ hồn diệp tịch thủy có chứa một phần tà khí. Lúc ấy, lão sư của mục lão, cũng chính là sư tổ của ta, là một đời hải thần các các chủ. Sư tổ chỉ rõ, diệp tịch thủy đã trở thành một tà hồn sư, phải bắt giữ diệp tịch thủy, phế bỏ tu vi của nàng. Mục lão tuy đã có gia đình, nhưng diệp tịch thủy đối với lão là một tình yêu khắc cốt ghi tâm mà lập tức vì diệp tịch thủy đau khổ cầu xin thỉnh sư tổ thả nàng sư tổ không đồng ý tà hồn sư có tu vi đạt tới cấp bậc phong hào đấu la như diệp tịch thủy quá nguy hiểm vẫn giam nàng trong học viện sử lai khác nhưng vì cớ mục lão lại tạm thời không ra tay với diệp tịch thủy không ai người vài ngày sau một tà hồn sư khác xuất hiện ở học viện một tà hồn sư đặc biệt cường đại dẫn theo đội ngũ đại chiến với sư tổ một hồi hai bên cuối cùng lưỡng bại câu thương sư tổ đã bị thương nặng nhưng đối phương là tên tà hồn sư cực mạnh kia đồng dạng cũng đã bị thương tổn trí mạng nhưng bọn họ cuối cùng vẫn cứu được diệp tịch thủy diệp tịch thủy trước khi thoát đi vẫn không quên để lại một ánh mắt oán hờn với mục lão cũng không rõ vì sao diệp tịch thủy lại trở nên như thế chẳng những bản thân là tà hồn sư mà còn đi chung với một đám tà hồn sư sư tổ bị trọng thương cũng khiến cho một tia ảo tưởng cuối cùng của mục lão đối với diệp tịch thủy hoàn toàn tan biến mục lão vẫn làm chăm sóc sư tổ đến khi thương thế khôi phục, liền khẩn cấp đi tìm Long Tiêu Giao để hỏi rõ ràng tại sao bản thân hy sinh cho hai người mà Diệp Tịch Thủy lại trở thành như vậy. Lúc ấy, Mục Lão trong lòng đầy phẫn nộ. Khi Mục Lão tìm đến Long Tiêu Giao, lửa giận áp chế đã lâu bùng nổ, không đợi Long Tiêu Giao giải thích đã phát động công kích. Hắc bạch song Thánh Long đại chiến một hồi, cuối cùng song phương tu vi ngang nhau, Mục Lão tuy nhìn hơn một chút, nhưng tranh lệch đó vốn là quá nhỏ. Niệm tình huynh đệ, Mục Lão cuối cùng nương tay đánh mệt mỏi chán chê mục lão mới cùng long tiêu giao trò chuyện mười năm qua cả hai mới giật mình phát hiện mười năm trước bọn họ đều đưa ra quyết định giống nhau mục lão cũng đột nhiên hiểu được vì sao diệp tịch thủy lại chạy đến học viện sử lai khắc khiêu chiến bọn họ đều hiểu tính cách diệp tịch thủy nội tâm cực kỳ áy náy với diệp tịch thủy bởi vì nàng mà sư tổ bị trọng thương tuy rằng thương thế đã lành nhưng để lại di chứng muốn khỏi hẳn hầu như không thể mục lão và long tiêu dao sau khi cẩn thận thương lượng quyết định đi tìm diệp tịch thủy bất kể ra sao phải giải thích rõ ràng hắc bạch song thánh long tái hiện đại lục thanh danh vang dội thời điểm đó cũng được thành lập danh hiệu song thánh long mới có việc họ tự phong hào long thần đấu la mục ân và long hoàng đấu la long tiêu giao hắn nghe kể về mục lão mà tưởng tượng hai vị hồn sư phong hào đấu la 30 tuổi khởi phong ba đại lục năm ấy ra sao cơ hồ là mục tiêu mơ ước của biết bao hồn sư trẻ tuổi một tiếng thở dài kéo hoắc vũ hạo trở về ánh mắt huyền lão buồn bã bọn họ tìm kiếm mấy năm cuối cùng gặp Diệp Tịch Thủy, lúc đó hầu như không nhận ra, vì cô gái xinh đẹp đã hóa thành tóc trắng, chỉ hơn 30 tuổi mà như bà lão, gương mặt tiểu tụy lại đầy tà khí. Điều sư tổ lo lắng đã thành hiện thực, thực lực Diệp Tịch Thủy đã cao hơn Mục lão và Long Tiêu giao nửa phần, gặp lại hai người, Diệp Tịch Thủy không hề nói chuyện liền toàn lực công kích, song Thánh Long bị năng lực tà hồn sư của nàng đánh cho bại liên tiếp, dù có phối hợp cũng không ăn thua, vì thực lực của nàng đã đạt đến siêu cấp đấu la, siêu cấp đấu la tà hồn sư cường đại như thế nào đây song thánh long hoàn toàn không phải là đối thủ cuối cùng mục lão và long tiêu dao bị đánh bại thê thảm diệp tịch thủy đánh họ trọng thương nhưng không giết lúc đó mới chất vấn họ vì sao làm nhục nàng như vậy chính vì sự nhục nhã mà hai người đưa đến khiến nàng có biến hóa thế này mục lão và long tiêu dao đều khổ não mới nói ra điều mình đã làm mới đầu diệp tịch thủy không tin nhưng cả hai đã trọng thương gần chết căn bản không có lý do gì để nói dối nàng ta bất chợt cảm động rồi cứu sống hai người Ba người cách biệt gần 20 năm lại ngồi cùng nhau, nhưng không còn tình bằng hữu năm xưa. Diệp Tịch Thủy cho Mục Lão biết, vị tà hồn sư ngày trước cứu nàng ở học viện Sử Lai khác chính là chồng của nàng. Ông ta sau khi cứu được nàng ra vì trọng thương mà qua đời, khiến cho nàng ôm một mối hận giết chồng. Chồng của nàng trước khi chết lấy một tà hồn sư pháp môn chuyển hóa thực lực, giúp nàng trở thành siêu cấp đấu la tà hồn sư. Mục Lão không ngờ mọi chuyện lại trở thành như thế, không thể nói được ai đúng ai sai, chỉ một chút hiểu lầm lại ra nông nỗi này không ai muốn cả long tiêu ra hỏi diệp tịch thủy nguyên nhân nàng trở thành tà hồn sư nàng mới kể vì giận dữ mà điên cuồng tu luyện một lần kia tẩu hòa nhập ma lại vô tình gặp được chồng nàng một tà hồn sư cường đại họ trung ly sau khi cứu nàng lại cưỡng bức nàng lấy lực tà ác ép cho võ hồn của nàng xảy ra biến dị khiến nàng trở thành tà hồn sư diệp tịch thủy hận mục lão và long tiêu giao cũng hận chồng của nàng cuộc đời nàng bị ba nam tử hủy hoại thực ra mọi chuyện nàng gặp phải cũng do tính cách cao ngạo của nàng mà thôi việc đã vậy mục lão và long tiêu dao cũng vô pháp nhưng diệp tịch thủy không còn như xưa nàng không giết hai người mà lại bắt họ thề độc phải hủy quan hệ huynh đệ mười năm sau chọn một nơi tử chiến chỉ một người đua học sống nếu không nàng sẽ giết toàn bộ vợ con của hai người lâm vào đường cùng cả hai đều thề họ đều thấy tính cách diệp tịch thủy hoàn toàn biến đổi mà nội tâm cảm thấy ánh náy khiến họ nhắm mắt lập lời thề mục lão nói với ta lúc ố hai người đều có nén lòng nhún nhường nếu không sẽ không có tình trạng đó mười năm sau song thánh long gặp lại diệp tịch thủy chứng kiến bọn họ đại chiến kết cục là lưỡng bại câu thương mà dung mạo diệp tịch thủy khi đó lại không già nua như mười năm trước lại có dáng vẻ xinh đẹp như cô gái hai mươi năm nào diệp tịch thủy thấy họ bất phân thắng bại lại nhất quyết không buông tha ước định mười năm nữa cứ như thế vài chục năm sau hai người đều đã trăm tuổi đều đạt trình độ siêu cấp đấu la lúc ấy Diệp Tịch Thủy mất tích, nàng chỉ đưa tin, nói rằng trận chiến trăm tuổi của hai người là trận chiến cuối cùng, chỉ có một được sống, nếu không nàng sẽ khiến sinh linh đổ thán khắp đại lục. Khi đó tu vi Diệp Tịch Thủy đã tới cấp 98, hai người vẫn không thể là đối thủ của nàng, hai người hiểu rõ tình huống lưỡng bài câu thương mà họ cố ý bày ra đã bị Diệp Tịch Thủy nhìn thấu. Sau trăm tuổi, song Thánh Long vẫn chưa dứt được tình cảm kia mà ngược lại càng lún sâu, mục lão nói cho ta biết, Diệp Tịch Thủy là nữ nhân duy nhất chân chính mà cả đời này hắn yêu, Long Tiêu Giao cũng vậy. Thật ra họ hoàn toàn có thể yêu động đông đảo cường giả vây sát diệp tịch thủy, nhưng họ không hề làm thế. Nàng ta hiểu rõ tình cảm của họ, cuối cùng gửi tới một thông điệp, nói rằng nàng đã buông tha cửu hận, nhưng nàng chỉ có thể ở cùng một cường giả, đó là trừng phạt đối với họ. Kẻ thắng sẽ là chồng của nàng, khi đó, vợ của hai người đều đã qua đời. Nói tới đây, huyền lão lại thở dài một tiếng. Hoác Vũ Hạo vội vàng hỏi, Vậy cuối cùng ai thắng? Huyền lão lắc đầu, nói, không có người thắng, vì trận chiến cuối cùng không xảy ra, vì trước trận chiến đó, mục lão và huynh trường của độc bất tử đại chiến một hồi, thụ thương rất nặng, trận chiến đó là đêm trước ước chiến với Long Tiêu Giao, nhiều năm sau vết thương của mục lão mới khởi sắc vài phần, nhưng hoàn toàn mất đi phong thái quanh Minh Thánh Long, trở thành ông lão lưng còng mà người vẫn thấy, từ đó về sau, Long Tiêu Giao cũng không xuất hiện nữa, mục lão đoán hắn đã đi cùng nàng ta hoắc vũ hạo cả giận nói lòng tiêu dao lại đê tiện như thế còn dám xưng huynh đệ với lão sư huyền lão nói chuyện này rất khó bình luận nội tình trong đó ai rằng chỉ có long tiêu dao mới rõ được không ngờ sau trăm năm hắn lại xuất hiện diệp tịch thủy không biết còn sống không nhưng bình thường tà hồn sư khó mà sống đến hai trăm tuổi mà long tiêu dao hiện tại ta sợ nhất là bị diệp tịch thủy ảnh hưởng trở thành một tà hồn sư nếu thật là vậy thì thiên hạ lầm than hoắc vũ hạo lắc đầu nói hẳn là không khi nãy ta cùng lão chiến đấu thì triển quân lâm thiên hạ ta có thể cảm nhận rõ tinh thần lực của lão khủng bố như biển lớn nhưng không hề có đặc tính tà ác huyền lão nói vậy thì tốt nhưng hôm nay long tiêu dao xuất hiện rõ ràng là vì minh đức đường mà ra tay còn có hạt hổ đấu la trương bằng tình hình này khá bất thường long tiêu dao vốn là công dân đế quốc đấu linh lẽ ra khó mà đi cùng đế quốc nhật nguyệt xem ra hắn bị lợi dụng nhưng dù sao cũng là phiền toái lớn Hoắc Vũ Hạo khẽ động trong lòng, nghĩ tới một khả năng. Huyền lão, ngài nói xem, vị Long Hoàng Đấu La có thể có quan hệ tới Thánh Linh Giáo ngày trước chúng ta phát hiện hay không? Bọn chúng hoạt động trong đế quốc Nhật Nguyệt, không chừng là do bên đó tổ chức ra. Huyền lão cao mày, nói. Không phải không có khả năng, nhưng xem vừa rồi, nếu Long Tiêu Giao không còn nhớ ân tình năm xưa với mục lão, e rằng các ngươi chẳng thể chờ bọn ta đến cứu viện. Một trọi một, có lẽ hiện nay không ai có thể là đối thủ của Long Hoàng Đấu La lão độc vật bản thể tông cũng không thể hoặc vũ hạo nói vì long hoàng đấu la quả rất trọng lời hứa mục tiêu lần này là chiếc nhẫn nguyên liệu trên tay ta nhưng sau khi thua cực liền bỏ đi xem ra chúng ta có thể lợi dụng phương diện đó của lão huyền lão lắc đầu nói long hoàng đấu la thành danh hai trăm năm nào dễ đối phó như thế bất quá ta có thể khẳng định một chút là hắn ít nhất sẽ không tiến công học viện sử lai khác chúng ta lúc trước khi hắn kết giao với mục lão từng được sư tổ trì điểm cũng học tập ở học viện sử lai khác chúng ta một thời gian học viện cũng coi có ân chỉ dẫn hắn không lạc vào con đường tà hồn sư về mặt đó hắn không phải là người lấy oán trả ơn biết rõ lai lịch long hoàng đấu la hoặc vũ hạo chỉ thấy trong lòng nặng trịch sau khi mục lão quy tiên học viện sử lai khác cường giả mạnh nhất chính là huyền lão nhưng với sự xuất hiện của long tiêu dao lại còn độc bất tử địa vị học viện sử lai khác dường như đang bị đặt dấu hỏi vũ hạo rất mong muốn cống hiến sức lực bảo vệ an nguy cho học viện nhưng hiện tại còn xa mới đủ thành sử lai khắc cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt cuối cùng đã về đến cảm giác về nhà làm tan biến mọi lo âu nhìn tòa thành nguy nga vũ hạo cảm thấy lòng ấm áp con đường phải đi còn rất dài những dòng chảy quyền lực ngầm trên đại lục rất mãnh liệt bản thân phải không ngừng tăng cường thực lực chỉ còn vài tháng nữa sẽ đến đấu hồn đại tái được tổ chức ở đế quốc nhật nguyệt lần này lại sẽ là một hồi long tranh hồ đấu hắn và bạn bè đã là đội hình chủ lực bây giờ sẽ bắt đầu bảo vệ vinh quang sử lai khác ở đại tái trước tiên huyền lão dẫn mọi người hạ xuống cách thành sử lai khác hơn 10 dặm phòng ngự trên thành khá cẩn mật người một nhà cũng không được tùy ý phi hành trên không để tránh những phát sinh lầm lẫn hệ hồn đạo phát triển hồn đạo khí phòng không của thành trì cũng được trang bị tối tân hơn vài dặm đường với cường giả chỉ là dây lát khi vũ hạo về tới cổng học viện sử lai khắc bất giác lệ nóng tràn ra đây không chỉ là học viện mà còn là nhà của hắn a rời khỏi phủ công tức bạch hồ hắn đã tự nhủ bản thân là cô nhi mẫu thân mất đi mọi thứ đều dựa vào chính mình sau đó học viện sử lai khác cho hắn máy ấm gia đình giáo dục hắn thành tài ban cho hắn lực lượng khiến cho cô nhi trở thành ngôi sao nổi bật trong lớp bạn cùng lứa học thành tài trở về hắn tràn ngập nhung nhớ với sử lai khác với bạn bè tất cả mọi người trở về nghỉ ngơi đi vũ hạo người tạm thời ở lại hải thần các chờ vài ngày nữa hoạt động chấm dứt sẽ bố trí chỗ ở cho ngươi phòng của ngươi ở hải thần đảo đã cấp cho người khác rồi huyền lão cất tiếng dặn dò hoạt động hoạt động gì hoắc vũ hạo tò mò ngôn thiểu chết mỉm cười nói tên ngốc quên rồi sao thời gian này là khảo hạch nội viện hoắc vũ hạo lúc này bừng tỉnh nội viện sử lai khác hàng năm đều có một lần khảo hạch tuyển sinh đối tượng khảo hạch là những đệ tử ngũ niên và lục niên đồng thời cũng có những anh tài của những học viện khác tham gia chỉ cần thông qua khảo hạch bất cứ ai cũng có thể trở thành đệ tử nội viện sử lai khác. Nhưng vì học viện sử lai khác chính là cái nôi tốt nhất cho hồn sư trên đại lục, do đó đệ tử học viện khác có thể thông qua khảo hạch rất ít, mỗi năm có một đến hai người đã là nhiều. Lúc trước, khi mới đến học viện sử lai khác, Hoắc Vũ Hạo đã mặc sức tưởng tượng đến lúc bản thân đủ yêu cầu tham gia khảo hạch nội viện sử lai khác a. À, vậy mà bây giờ, chỉ mới 17 tuổi đã trở thành một thành viên hải thần các. Ngôn viện trưởng, ta có cần tham gia khảo hạch nội viện không? Hoắc Vũ Hạo bất giác hỏi, trong lòng cảm giác hơi khó hiểu. Ngôn Thiểu chết quái dị nhìn hắn. Sao, muốn khoe mẽ trước mặt anh em một chút à? Nếu ngươi muốn thì dĩ nhiên là được. Lão vừa nói, Huyền lão và những trưởng lão khác cũng cười xòa. Hoắc Vũ Hạo là môn đê mục lão, là linh hồn của thất quái sử lai khác hiện nay, có thể nói là trung tâm của những học viên trung tâm. Hoắc Vũ Hạo đỏ mặt biện bạch. Ta chỉ là hơi lo, không tham dự khảo hạch có thể khiến người khác cảm thấy bất công. Huyền lão khẽ cười. Thôi đi, tham gia khảo hạch cái gì? Ngươi có thể cực thắng Long Hoàng đấu la, ai còn dám khảo hạch ngươi chứ? Nếu mà lấy tiêu chuẩn khảo hạch, như ngươi thì e rằng đệ tử chúng tuyển nội viện năm nay chỉ có một mình ngươi thôi qua. Bất quá khảo hạch dành cho ngươi vẫn có, mà so ra còn khó khăn hơn khảo hạch nội viện nhiều, lúc đó đừng có than à. Bạn đang xem tuyệt thế đường môn được thuyết minh tại kênh youtube Di Các Phim. Truy cập kênh youtube Di Các Phim để cập nhật những video mới nhất youtube.com/secab phim, viết liền không giấu nhé. Khảo hạch của riêng ta, là cái gì?" Hoắc Vũ Hạo tò mò hỏi. Trên gương mặt đầy nếp nhăn của Huyền lão ý cười càng thêm nồng đậm. "Cứ đợi đấy, có thể chúng ta về Hải Thần Các luôn không?" Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, nói. "Không đâu, lâu lắm mới về, ta muốn nhìn ngắm học viện một chút." "Cũng tốt." Huyền lão gật đầu, nói. "Bạn bè ngươi hẳn đều biết hôm nay ngươi trở về." bối bối cũng đang chờ ngươi ở đường môn ngươi cũng nên đi xem thử đi được huyền lão dặn dò hoác vũ hạo vài câu liền biến đi đâu mất mấy vị kia cũng đều từ biệt rời đi đã về tới nơi không còn gì phải lo lắng cho an toàn của hắn đại sư huynh và bọn họ đều ở đường môn chờ ta vậy đến thăm đường môn trước nghĩ vậy hoác vũ hạo không vào học viện mà xoay người đi về thành sử lai khác đúng lúc này một bóng người trong học viện phóng ra tốc độ cực nhanh ngay khi hắn đang xoay người đã đến sát bên hắn đó là một nữ tử dáng người rong dòng cao thon thả mặc đồng phục trắng có đường viền bạc trên áo đầu đội khăn trùm mặt cũng có vải tre mùa này là đầu xuân xung quanh học viện sử lai khác đều là bình nguyên thời tiết hay có bão cát cô giá mang khăn che mặt cũng không có gì lạ không hiểu sao khi nhìn thấy cô gái hoắc vũ hạo bất giác cảm thấy quen quen ngay sau đó cái khăn trùm đầu bị gió thổi phất lên bay về chỗ hoắc vũ hạo đang đứng hoắc vũ hạo phản xạ giơ tay chụp lấy bất giác nhìn về cô gái kia hai mắt hắn mở to kinh ngạc khăn trùm phất lên một mái tóc lam xoăn xoăn cuộn như sóng xõa ra phủ lấy lưng áo của nàng dài đến tận mông nàng quay đầu nhìn lại trên cái khăn che mặt là một đôi mắt hơi hoảng hốt màu lam nhìn chằm chằm vào mắt hoác vũ hạo hoác vũ hạo chỉ cảm thấy linh hồn như muốn thoát khỏi cơ thể cảm giác quen thuộc ngắm nhìn vẻ đẹp tuyệt trần một cảm giác không kiềm chế được suýt nữa bộc phát ra quang thần nữ bà từ suýt nữa thốt ra từ miệng hắn đúng vậy sao lại quen thuộc như thế vì những đường nét của cô gái kia giống quang thần nữ y như đúc hoặc vũ hạo như muốn tiến lên gỡ tấm khăn che mặt kia ra Ngươi! hắn chỉ nói được một chữ run rẩy cô gái kinh hoàng chốc lát liền giơ tay vuốt mái tóc tay nàng trắng nõn mà thon thả nhìn rất quen đúng vậy thật sự giống quang thần nữ như đúc à hoặc vũ hạo cảm thấy linh hồn của chính mình như đang rên rỉ đưa ta giọng nói êm tai dễ chịu như sơn ca cất tiếng hót Hoác Vũ Hạo bất giác ngây ngốc, đưa tay trả khăn trùm, không chờ hắn mở miệng ra, cô gái giật lấy khăn trùm xoay đầu bò chạy, một luồng kim quang từ trên người nàng phóng ra, đến khi Hoác Vũ Hạo phản ứng lại, nàng chỉ còn là một cái bóng mảnh khảnh xinh xinh. Vương Thu Nhi Hoác Vũ Hạo nhìn thấy rõ trên khăn trùm đầu có theo ba chữ như thế. Chẳng lẽ nàng là? Nghĩ đến đó, hắn lập tức co giò phóng theo bóng dáng cô gái kia, hướng người con gái ấy chạy đi, không phải là thành sử lai khác kia sao? Tốc độ của cô gái rất nhanh, như cô sơn ca bé nhỏ đang sợ hãi bỏ trốn hắn chạy theo mà ngẩn to te vì vốn chỉ có thể thấy bóng dáng người ta tốc độ nhanh gớm tu vi cô này ít nhất cũng phải là hồn vương ngũ hoàn cấp đây không chừng có thể là hồn đế kia vương thu nhi vương đông chẳng lẽ nàng chính là tỷ tỷ song sinh mà vương đông từng đề cập sao hoác vũ hạo chạy rất nhanh nhưng mà trong lòng lại cảm thấy không yên không biết có nên đuổi theo như thế không dù rằng mình biết người ta nhưng mà người ta chưa chắc đã biết mình cơ mà đuổi theo như thế có sỗ sàng quá không đây nhưng chỉ thoáng nhìn qua đôi mắt ấy hắn biết rõ tim mình đập như cái trống cơm cảm giác không khác gì lần đầu tiên nhìn thấy mỹ nữ quang nghề thường năm nào vương đông không gạt ta à tỉ tỉ của hắn quả là giống hệt quang thần nữ không khác chút nào thật là xinh đẹp quá đi à ít nhất đuổi kịp nàng ta có thể hỏi nàng có phải tỉ tỉ của vương đông hay không cũng được dù sao quen thân với vương đông cũng không tính là háo sắc chạy theo gái à hoác vũ hạo lẩm bẩm thuyết phục chính mình không do dự nữa, dốc toàn lực tăng tốc đuổi theo. Khoảng cách từ học viện Sử Lai khác đến thành Sử Lai khác cũng không xa lắm, vất vả đồ mồ hôi mới thấy được bóng mỹ nữ trước mặt giảm tốc gần lại được một chút, thì người ta đã thong thả đi vào thành, hỡi ôi. Lát sau, Hoắc Vũ Hạo cũng tới được cổng thành Sử Lai khác, hắn cũng đành phải giảm tốc, chỗ này hầu hết đều là người bình thường, lấy tốc độ của hồn vương chạy ào ào trong này không khỏi gây náo loạn, còn chưa biết sẽ bị học viện Sử Lai khắc phạt như thế nào đâu. Bước nhanh vào thành, dòng người đông đúc nhộn nhịp đưa mắt thất vọng nhìn ngóng lung tung đúng là tìm không ra người đẹp giữa rừng người không đẹp hoặc vũ hạo như có nguyên một chữ háo sắc viết trên trán đỏ mắt nhìn khắp nơi thậm chí sử dụng tinh thần tham chắc nhưng cũng vô pháp tìm ra cô gái xinh đẹp kia dù sao tinh thần tham chắc không phải là mắt chỉ nhìn được hình thể tổng thể chứ không thấy rõ được mặt mũi đường nét ra sao mà trước đó lại không kịp để ý khí tức của người ta bây giờ thì như mỏ kim đáy biển nhức đầu hoặc vũ hạo bất giác thấy buồn vu vơ chắc là tại ta vô duyên rồi bất quá buồn thì buồn cũng phải đi tìm bạn bè trước cái a chưa gì mới về mà chạy theo gái trước rồi đúng là trọng sắc khinh bạn mà hai năm qua cũng không biết bọn họ ra sao rồi đại sư huynh và tam sư huynh cao lớn thế nào nhỉ tứ ngũ sư tỷ không biết xinh đẹp hơn nhiều không vương đông không biết bây giờ cũng ở đó hay là đang ở học viện đây thôi tới đường môn gặp đi là biết nghĩ vậy hắn lấy bản đồ thành ra đây là bản đồ mà trước đó bối bối vẽ ra nhờ vương đông gửi cho hắn trên bản đồ chỉ rõ đường đi đến đường môn như thế nào đường môn chiếm địa bàn không nhỏ dù ở một khu vực tương đối vắng vẻ trong thành nhưng ở cái địa phương đất đắt sắt ra miếng tấc đất còn đắt hơn cả tấc vàng thì một khu đất như thế không biết phải được ưu đãi của học viện ra sao mới có thể nhận được đây à nhanh chóng xuyên qua dòng người thành sử lai khắc vẫn phổn thịnh như xưa người người đông đúc như chảy hội những con đường san sát những hàng quán đầy người quả không hổ danh một trong những trung tâm mộ dịch của đại lục mang lại nguồn thu tài chính dồi dào cho học viện sử lai khác trên con đường bước đi thong thả hoắc vũ hạo không hề biết cách đó không xa trên lầu của một nhà hàng có một đôi mắt đẹp vẫn luôn nhìn vào hắn từ khi hắn bước qua cổng thành cho đến khi hắn mất hút ở cuối con đường nàng mới nhẹ nhàng rời khỏi nhẹ nhàng vỗ vỗ bộ ngực sữa căng tròn tỏ vẻ như may mắn thoát được hắn đôi mắt cô gái lộ rõ ý cười lanh lợi thần bí xoay người đi vào một con đường khác lần đầu tiên đến đường môn chỉ dựa vào bản đồ do bối bối vẽ nên cũng có hơi mất thời gian một chút đi lòng vòng hơn nửa canh giờ hắn mới có thể đến con đường trước cùng đường môn từ xa hắn đã thấy được bức tường đỏ thám cao chừng hai trượng kéo dài gần cả trăm mét cổng đường môn cao ba trượng phía trên treo một tấm biển sơn son thiếp chữ vàng phía dưới hai chữ vàng đường môn có bốn chữ nhỏ hơn bên góc khi hắn nhìn thấy bốn chữ đó bất giác giật mình mục ân sở ký quả thật không ngờ biển đường môn này chính là bút ký lưu lại của mục lão bất giác khiến hắn nhớ đến mục lão và cả y lão, cảm giác nhớ thương lại nổi lên. Lão sư, khẽ gọi, thân thể hoác vũ hạo run run. Đúng lúc này, cổng đường môn mở toang, một cô gái từ trong đó đi ra, đối mặt với hắn. Nana, cô gái ấy đúng là Nana, là người con gái với võ hồn U Linh ngày trước ở học viện Nhật Nguyệt. Nana cũng nhìn hắn với ánh mắt vui mừng, tiến lên trước mặt hắn, bỗng nhiên quỷ một gối, cúi đầu thốt lên. Chủ nhân, hoác vũ hạo co giò hoảng sợ né sang một bên. Nana làm cái chi đó? Đứng dậy. Nana lại không đứng, chỉ lắc đầu, hai mắt đã đỏ. Hoắc Vũ Hạo vội tiến lên nắm tay kéo nàng đứng dậy. Chuyện gì đó? Nana, người đừng khóc a. À. Nana lau nước mắt, nhìn hắn sâu sắc. Ân tái tạo của chủ nhân Nana suốt đời không quên. Từ ngày bước vào đường môn ta mới biết được cái gì là niềm vui và hạnh phúc. Chủ nhân, ngài không chỉ siêu độ cho vong linh phụ mẫu được an nghỉ, còn ban cho Nana một cuộc sống mới. Đời này của Nana mãi là nô tỳ cho ngài nhất định phải báo đáp ân đức sâu nặng của ngài. So với ngày xưa, khí sắc của Nana tốt hơn rất nhiều, dung nhan trắng hồng xinh đẹp hơn, cơ thể thanh xuân tràn đầy sức sống, tinh thần cũng vui vẻ hơn rất nhiều. Hoắc Vũ Hạo lúc này mới thoải mái cười sang sặc. Ta vừa thấy ngươi khóc, còn tưởng ngươi ở đường môn bị bắt nạt, cái gì mà ân đức với ân tình, sau này đừng có nhắc nữa, xét tuổi tác ngươi còn già hơn ta, gọi tên là được rồi, ta cũng gọi tên ngươi, ngươi đã là thành viên đường môn, chính là đồng môn tỉ muội của ta. Như vậy sao được, chủ tớ phải phép, ta không thể nào gọi thẳng tên của chủ nhân, ta là người có nghĩa khí, chủ nhân, ngài không cần phải thử ta đâu." Hoắc Vũ Hạo cười méo xẹo. "Ngươi nghĩ lung tung cái gì thế? Nana, e ta nói, nếu ngươi còn nhận ta là chủ nhân thì khó mà quên được quá khứ, vậy thì khó mà chân chính hạnh phúc vui vẻ, hiểu chưa? Ngày trước giúp ngươi không phải vì muốn ngươi làm nô tỳ cho ta, mà chân chính là giúp bằng hữu cùng cảnh ngộ, ngày xưa còn nhỏ ta cũng trải qua những chuyện đau khổ gần giống như vậy." mất đi mẫu thân yêu quý nhất, ta và ngươi đồng bệnh tương liên, vậy thì làm sao trở thành chủ nhân của ngươi đây? Mọi thứ đã qua thì quên đi, nếu đã có cuộc sống mới rồi, cũng nên bỏ qua cái cũ, gia nhập đường môn thì vì đường môn mà cống hiến, vậy mới phải. Nana nhìn thấy đôi mắt cương nghị của hắn, đành miễn cưỡng chấp nhận. "Vâng, chủ nhân." "A à, ạc, à, cho ta xin đi." Hoắc Vũ Hạo nhăn mặt. Nana xấu hổ cúi đầu. "Vũ Hạo." Hoắc Vũ Hạo cười nói, vậy mới phải chớ nana ngươi ra ngoài làm việc phải không vậy thì đi đi đại sư huynh đang ở đâu thế nana gật đầu nói Bối tiên sinh ở đây ngài vào đi kêu ngươi dùng cái đi đừng có ngài ta ngại lắm à Hóc vũ hạo chán nản vẫy tay tạm biệt nàng nhanh chóng bước vào đường môn lòng mong mỏi gặp lại bạn bè nhìn thấy hắn đã vào trong nana mỉm cười ngọt ngào mỉm cười lẩm bẩm ngươi không cho ta gọi ngoài miệng thì ta gọi trong lòng dù sao đã quyết nhận ngươi là chủ nhân, thì ngươi chính là chủ nhân. Mãi mãi không đổi, việc này xem chủ nhân làm sao mà quản ta được. Nàng vui vẻ quay người đi. Vào trong đường môn, Hoác Vũ Hạo nhìn thấy một cái sân trống. Tiền sảnh khá nhỏ, hai bên đều có phòng ốc, cũng không có thứ gì trang trí khuôn viên so với khí thế bên ngoài tranh lệch không nhỏ. Có hai thanh niên áo trắng thấy hắn đi vào, liền xông lên chặn đường. Ngươi vào đây có chuyện gì? Hoác Vũ Hạo cười láo cá. Về nhà về nhà. Hai thanh niên kia nghe mà sừng sốt. Hóc Vũ Hạo nói: "Ta tên là Hóc Vũ Hạo, cũng là một người của đường môn chúng ta, Bối Bối là đại sư huynh của ta, hắn ở đâu?" Nghe hắn nói, hai người kia bất giác trở nên vui vẻ. "Thì ra là Lục sư huynh, đại sư huynh ở trong, ta dẫn ngài vào." Hóc Vũ Hạo lại trở nên chột dạ. "Tuổi của ta e rằng còn nhỏ hơn ngươi nữa, kêu sư huynh vậy không ổn đâu, gọi tên là được rồi." Thanh niên kia cười nói. "Lục sư huynh" cũng không thể tùy tiện như thế. Đại sư Huynh đã có quy định, trình tự sắp xếp dựa vào thời gian nhập môn, hơn nữa hai chúng ta vẫn chưa phải là đệ tử chính thức, phải thông qua khảo hạch môn phái mới chân chính là đệ tử đường môn. Hoắc Vũ Hạo suy nghĩ, xem ra đại sư Huynh đã tổ chức đường môn theo quy định, rồi à, cũng tốt. Không nói thêm nữa, hắn đi theo hai người thanh niên kia. Khoảng sân thứ hai cũng trống rỗng, khoảng 300 mét vuông. Hai bên vẫn là những căn phòng, trước mặt là một kiến trúc to lớn, phía trên có treo một cái biển đề ba chữ to nghị sự đường. Hoắc Vũ Hạo còn chưa tới, đã nghe rõ tiếng cười vui vẻ trong sảnh truyền ra, bất giác nội tâm bốc lên sự vui mừng khôn tả, phóng người bước vài bước nhảy ngay vào sảnh bên trong. To phòng nghị, sự lúc này có ba người, có cả Hòa Thái Đầu vừa về trước hắn không lâu, tiếng cười lúc nãy chính là của hắn, đối diện hắn là hai thanh niên. Người bên trái cao hơn 1.9 mét, lưng dài vai rộng, tướng mạo uy vũ, thân hình khôi vĩ, khiến người ta cảm giác như đối diện núi cao vững chãi. Người bên phải mặc trường bào, khuôn mặt anh tuấn thản nhiên mỉm cười, ánh mắt thâm thúy, tóc dài xõa ngang vai, so với người kia thiếu đi cái oai hùng phấn khích, nhưng hơn nhiều sự nho nhã phong độ của người trí thức. Đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh. Hoắc Vũ Hạo vui mừng hét lớn, bổ nhào tới. Người bên trái chính là Từ Tam Thạch, bên phải còn ai khác ngoài Bối Bối đây. Hai người nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo bước vào cũng vui mừng quá đỗi vội vã tiến lên đón chào bốn sư huynh đệ vui vẻ ôm nhau thắm thiết thành một vòng tròn tâm tình hưng phấn của bốn người đã lâu không được đoàn tụ khó mà kiềm chế được bối bối mỉm cười nhìn hoác vũ hạo nói tiểu sư đệ người cuối cùng đã trở lại hai năm rưỡi a à, suốt hai năm rưỡi đằng đẵng hoác vũ hạo mạnh mẽ gật đầu còn không phải sao hai năm rưỡi ta sớm đã nhớ nhà muốn phát điên lúc nào cũng than thở mong sao quá trình trao đổi học tập sớm chấm dứt đại sư huynh ta thật muốn gặp các ngươi à, các ngươi cũng khỏe chứ. Bối bối mỉm cười. Mọi người đều tốt, thế nào? Điều môn chúng ta đã xem như có quy mô, cảm thấy như thế nào? Hoắc Vũ Hạo chân thành đáp lời. Đại sư Huynh, Tam sư Huynh, vất vả hai người rồi, ta thật không ngờ, chỉ ngắn ngủn hai năm, chúng ta đã có địa bàn cho mình, dù rằng chưa thể nghênh ngang tiêu sái, nhưng cũng đã có thứ để kiêu hãnh. Bối bối nói. Còn đang chờ ngươi trở về chủ trì đại cục đó. Sau này ngươi phải gánh vác trách nhiệm đường môn nhiều hơn đi Ta chủ trì đại cục hoắc vũ hạo sừng sốt Lắc đầu quầy quậy Không thể Không thể Làm sao được Khẳng định phải là sư huynh chủ trì đại cục à Từ tam thạch cười lớn Ta đã nói mà Thế nào tiểu tử này cũng sẽ từ chối Công tác vất vả đó ai mà dành với ngươi được à Bối bối vẻ mặt đau khổ nói Tiểu sư đệ Tương lai phát triển đường môn chúng ta Nhất định phải dựa vào hồn đạo khí là chính Mà ngươi và hòa thái đầu là hai hồn đạo sư duy nhất trong bảy người chúng ta. Hoắc Vũ Hạo nói. Đại sư Huynh, vì đồng môn mà dốc sức ta nguyện đem hết toàn lực, nhưng chủ trì đồng môn chỉ có thể là Huynh. Chúng ta có thể phụ trách kỹ thuật chế tạo hồn đạo khí, nhưng phương hướng và quản lý chung, ta vốn rốt đặc cán mai a. À. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Liên tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Di Các Phim để cập nhật những video mới nhất nhé cảm ơn mọi người